Em Ri xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em Ri đang có mặt trên chỗ đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì bên tay trái gia đình chúng ta thấy thì thấy trường Đại học Bách Khoa. Đây là phía sau, cổng sau của trường Đại học Bách Khoa. Thì đây có một cái trung tâm kỹ thuật điện toán, khoa học kỹ thuật máy tính. Đó thì nguyên cái dãy này thì gia đình chúng ta thấy trước đây thì trường Đại học Bách Khoa cho thuê rất là nhiều, nhưng mà không hiểu sao trong cái thời gian đây thì coi như là cửa đóng đăng cài hết, không cho thuê được nữa. Thì bên tay phải cả nhà mình là bệnh viện Trưng Vương. Đó thì đây thì khu vực này thì chuyên một cái nữa là chuyên về cái phố gọi là phố bán nội thất rất là lớn và hoành tráng tại con đường Tô Hiến Thành này. Hiện tại thì đồng hồ của em Ri cũng là 9:50 rồi. Đó thì sáng nay mình thấy đường đây thì trời Sài Gòn lúc này thì cũng rất khá là nắng, cao điểm 42 độ. Cho nên là mình thấy là được cái hàng cây cổ thụ hai bên đường. Cho nên là đi trên cái đường Tô Hiến Thành này mình thấy nó dịu hơn hẳn nhiều. Còn bây giờ mình đi ra những cái cung đường á, là không có những cái hàng cây xanh cổ thụ như thế này á, thì coi như là nắng cháy ra người luôn. Chưa được 10 giờ nữa, mới 9 giờ mấy thôi. Nhưng mà đi ra thì cứ tưởng tượng giống như là mình đang đi lúc 12 giờ trưa vậy. Cho nên là nắng khủng khiếp lắm, đứng bóng luôn mà. Trời mà nhìn là không có một miếng gió luôn. Đó mình thấy những cái hàng cây đó, cổ thụ gọi là râm bóng mát như thế này luôn. Nhưng mà thời tiết bây giờ nắng và nó hầm nữa, không có một miếng gợn gió luôn. Cho nên là đi những cái khu vực này mình thấy rất là tuyệt vời khi mà có những cái hàng cây cổ thụ như thế này. Đây thì bên đường đây thì thấy có nhiều anh chị chạy xe ôm công nghệ. Mình thấy đó là bây giờ thì coi như là tất cả các ngành nghề khác, cũng như là đặc biệt là như xây dựng hồ phụ hồ hay tất cả anh chị em gọi là học cao đẳng, học đại học ra, thì đều chung một cái hoàn cảnh, đó là bây giờ là việc làm thì không có, rất là khó khăn. Cho nên là dần dần anh chị gọi là đi xin việc mà xin không được đó. Rồi để mà cầm cự lại giữa Sài Gòn này thì chỉ còn có một cách thôi, đó là phải chạy xe ôm công nghệ. Thấy trước đây chạy xe ôm công nghệ là một cái nghề rất là hot, ngày kiếm triệu triệu mấy, mà kể cả những anh chị mà làm về văn phòng đó thì cũng bỏ nghề luôn để mà chạy xe ôm công nghệ, tại vì chạy xe ôm công nghệ ngon quá, tháng kiếm mấy chục triệu, còn lương văn phòng nhiều khi 8 triệu 10 triệu một tháng rất là thấp. Đó thì nhiều anh chị là sẵn sàng bỏ nghề luôn, làm văn phòng để mà chuyển sang chạy xe công nghệ. Thời đó quá chừng ngon, nhưng mà được một thời gian ngắn thôi. Sau này thì thấy ngon vậy thì nhiều ông lớn nhảy vô làm. Đó thì mới đầu là Uber nè, Uber rồi Grab nè, Grab rồi GoViet nè, rồi Bi nè, rồi giờ là Xanh FM nữa. Nhiều nghề, ngành nghề người ta nhảy vô. Mình thấy nhảy vô như vậy thì cạnh tranh khốc liệt luôn, phải hạ giá thành, hạ giá cước. Thì cái km mình chạy rất là nhiều, nhưng mà cái giá tiền mình không có bao nhiêu hết. Thậm chí bây giờ thì tình hình kinh tế khó khăn, thất nghiệp quá trời, cho nên là ai cũng gọi là tìm không ra việc làm, rồi nhảy vô chạy Grab, chạy xe ôm công nghệ. Thì dẫn đến một cái hiện tượng đó là cung nó là vượt cầu quá, cái lượng tài xế thì càng ngày càng tăng, nhưng mà cái lượng khách hàng thì nó vẫn vậy, làm cho tình hình gọi là kiếm cơm qua ngày thôi nó cũng khó khăn rồi. Nhiều anh chị mà nó chạy mà xe ôm công nghệ mà nhiều khi là không đủ đến cái tiền đóng tiền trọ luôn. Cho mình thấy đó, bây giờ thì ở trọ thì giờ nào là tiền trọ, tiền ăn, tiền uống, điện nước nè, rồi chưa nói là tiền bảo dưỡng xe, rồi tiền phải gửi về quê cho gia đình nữa. Nhiều khi là cha mẹ gọi là cực khổ tần tảo để lo cho mình, nuôi cho mình lớn ăn học rồi lên rồi, bây giờ mà không lẽ mình đi làm mà tháng không gửi được về cho cha mẹ một vài triệu để coi như là tuổi già. Mình thấy nhiều khi là lúc trẻ lao động rất là nhiều, đủ thứ ngành nghề nặng nhọc đủ kiểu, cho nên là về già bệnh nền rất là nhiều. Đó thì dẫn đến một cái tình trạng đó, thì mình thấy là quán này cũng khá là vắng ha, dẫn đến một cái tình trạng đó là về già thì bệnh nền rất là nhiều, cho nên là coi như là hàng tháng thuốc men phải suốt luôn. Đó thì rất là tội. Đó thì những cái hoàn cảnh đó mình thấy rất là đáng thương. Rồi chưa tính tới cái trường hợp mà đó là đơn thân độc mã, một mình một ngựa nha. Còn với những anh chị mà đã lập gia đình thì nó còn nhiều cái để mà suy nghĩ hơn nữa. Ví dụ như là có con đi học nè, rồi sửa tả hay nhiều cái nữa.
rồi nội ngoại hai bên nữa, đủ thứ hết trơn, rồi đủ thứ tiền. Cho nên là mình thấy đó, người nghèo thì càng ngày càng nghèo, cái người giàu thì càng ngày càng giàu. Tại sao vậy? Nghèo thì mình thấy là tiền gọi là tiền trọ nè, rồi tiền học nè, rồi tiền ăn xài của hai gia đình nữa, coi như là hai vợ chồng nữa, coi như là gần hết rồi. Rồi thêm đó là phải phụ giúp nội ngoại nữa. Tại vì những cái người mà nội ngoại mà giàu thì họ có thể là có khả năng là họ không cần con giúp đỡ, thậm chí là họ giúp cho con mua nhà ở Sài Gòn luôn. Còn như mà nội ngoại mà nghèo đó, khó khăn đó, cho nên là đâu có tiền đâu mà giúp cho con mua nhà vậy, cho nên là con phải ở trọ. Mà con ở trọ thì đồng nghĩa là cha mẹ mẹ ngược suy luận ngược lại là cha mẹ nghèo. Thì cha mẹ nghèo thì con cũng già rồi, thì cha mẹ nuôi con lớn thì con cũng phải phụng hiếu với cha mẹ. Chứ bây giờ mà lớn tuổi bệnh nền đủ thứ hết trơn mà cứ lo cho vợ cho con mình không, mà không ngó tới ngàn gì tới cha mẹ hai bên hết trơn, thì đó là một cái tội lỗi cũng rất là lớn đó. Thành ra thì nghèo là càng nghèo. Còn cái người giàu thì sao? Họ đầu tư cho con họ có nhà cửa, rồi thậm chí là có cả nhà cho thuê nữa, ngon lành, thì càng ngày tiền càng vô. Nó cũng thấy là nhiều cái khó khăn chồng chất cho những cái người nghèo là càng nghèo. Và kể cả cái tư duy của những cái người mà người giàu đó, người kinh doanh đó, người ta nói là thà bây giờ là đem một đống tiền đi từ thiện chứ không tăng lương cho nhân viên. Tại vì tăng lương cho nhân viên thì cái khả năng rất là cao là người ta sẽ bỏ việc đó. Thì mình thấy đây cũng là một cái điều mà nếu mà suy nghĩ thì chúng ta thấy ngược ngược cái chéo chéo làm sao. Tăng lương cho nhân viên thì nhân viên nó càng ngon, nó càng gắn bó với công ty. Chứ tại sao mà tăng lương cho nhân viên lại là nhân viên khả năng là bỏ công ty đi, bỏ việc cao? Lý do thì người ta giải thích như thế này. Tại vì cái lương, mức lương mình thấp và vừa phải thì coi như là cuộc sống hàng tháng, coi như là tháng nào xào cũng đó, nó thiếu thốn trăm bề, tiền tích trữ không có dư, không có nhiều. Cho thành thử là người ta không dám bỏ việc, công nhân họ không dám bỏ việc. Bỏ việc ra coi như là khả năng đối rất là cao, là không dám. Còn khi mình cho người ta một cái mức lương cao rồi, người ta có thể là sống được cuộc sống thoải mái rồi, thì thậm chí là có tiền tích lũy. Có tiền tích lũy thì người ta cũng, ai con người mà ai cũng cầu tiến, cũng mơ mộng, cũng tìm một cái điều kiện tốt hơn. Thì có tiền tích lũy rồi thì họ sẵn sàng mạo hiểm để tìm một cái công việc tốt hơn, cao hơn, tìm một cái môi trường tốt hơn. Thì họ đâu có sợ đâu, có tiền tích lũy thì thất nghiệp vài tháng năm họ vẫn còn xây sở được. Cho nên là khả năng họ sẽ bỏ chỗ làm cũ và họ đi tìm chỗ chỗ làm mới. Đó thì đây cũng là một cái lý do giải thích mà tại sao mà các ông chủ lớn thường thì rất là ít tăng lương cho nhân viên. Tại vì sợ họ bỏ việc, thà họ ôm một đống tiền đó, họ đi làm từ thiện hay là cái này cái kia, đầu tư cái này đầu tư cái kia, chứ họ không tăng lương cho nhân viên. Đó thì một lý do mà chúng ta thường hay thấy ở đây là như thế. Đó thì nhìn nguyên con phố nội thất luôn, nãy giờ thật sự mình nói Ri không có dám bình luận nhiều. Tại vì vắng quá trời vắng luôn. Mình đi mình thấy, nhìn hai bên đường mà nó tẻo trầu teo như thế này, những con phố nội thất là gần như là mình không nhìn thấy khách luôn, rất là khó khăn. Kể cả những ngân hàng bây giờ cũng rất là ế nữa. Cho nên là Ri cũng phải lái sang một cái câu chuyện khác để ít nhắc đến cái chuyện kinh doanh của bà con hai bên. Thấy là khó khăn ha. Đây thì có một chị bán bánh bèo đấy. Bánh bèo 10.000, 15.000, mặn có, chay có luôn nè. Quá tuyệt vời. Mà có nhiều chỗ, nhiều anh chị á, nhiều khi là thất nghiệp rồi mà bán hàng rong vậy, người ta mắc cỡ, không bán đâu. Người ta kiếm gọi là vơ vào, người ta mượn vốn rồi để người ta kinh doanh, người ta mở quán cà phê, quán hủ tiếu rồi, chứ bán hàng rong vậy người ta không chịu. Nhưng mà thật sự mà nói, bán hàng rong vậy thật sự mà giờ, thời điểm này á, nếu mà có một số trường hợp so ra còn ngon hơn là bán cà phê, bán hủ tiếu. Một cái bằng kinh doanh về mặt tiền thì cả nhà chúng ta thấy là mở một cái quán được rồi, từ 200 triệu trở lên. Mà coi như cái vốn chúng ta giờ thì khách nó ít, cho nên là nhiều khi đó, đầu tư ra là vốn là không lấy lợi được là chắc rồi. Nhưng mà hàng tháng nhiều khi bán không có thứ bảy, không có chủ nhật, không ngày lễ, ngày nào cũng phải làm từ sáng tới khuya mà không có tiền lương nữa. Rồi vậy mà nhiều khi còn tới tháng còn không cái lời, không đủ đóng tiền mặt bằng nữa, rồi mới bóc tiền túi ra nữa. Thì coi như là vừa bỏ vốn bỏ công ra rồi mà chưa đủ nữa, rồi phải bỏ tiền ra hàng tháng để bù lỗ, nó thấy rất là khó khăn. Còn bán hàng rong như vậy thì tuy rằng thu nhập nó không cao, nhưng mà lai rai ngày cũng được vài trăm, tháng cũng được vài triệu, cũng lây lớt sống qua cái thời điểm khó khăn này cũng rất là được. Đây là ngã tư giữa Thành Thái và Tô Hiến Thành, thì sẽ rẽ vào đường
Thành Thái ha, Thành Thái để gia đình chúng ta thấy ngay góc này có một cái căn mặt tiền cũng rất là lớn này. À, đó thì ba mặt tiền luôn, nhưng mà bán cũng không có được, chậm cho nên là người ta cũng bỏ chạy luôn. Đó thì thấy kinh doanh bây giờ thì eo xèo đủ kiểu hết trơn rồi, rất là chậm. Bên kia thì cho thuê nhà nữa, trời ơi, bán mà toàn là thấy cho cái cảnh mà cho thuê nhà không là buồn. Tại vì sao? À, những cái người chủ đó đó, cái người chủ mà kinh doanh buôn bán đó đó, thì người ta gọi là không bán được, người ta phá sản. Đó thì mình thấy rất là buồn luôn, đó thì tội cho người ta. Đó là thứ nhất. Thứ hai là những cái người mà lao động, làm việc cho những cơ sở kinh doanh buôn bán đó, thì bây giờ coi như là họ cũng bị mất việc làm luôn rồi. À, do làm chủ bị phá sản rồi, bây giờ thì đâu có thuê nữa. Cho nên là bây giờ thì chạy ra tìm việc làm là cũng cả vấn đề rất là khó luôn. À, cho nên là chính vì vậy mà gặp những cái hoàn cảnh đó, đó mình thấy thương họ rất là nhiều luôn. Đó thì rất là buồn ha, những hoàn cảnh kinh doanh gọi là đau lòng luôn. Đó, thấy rất là buồn cho những cái hoàn cảnh như vậy. Đó, tình hình kinh doanh thì cả nhà mình thấy rồi, như là te tua tơi tả hết trong giai đoạn này, ai cũng chậm, và thậm chí là chậm dữ luôn, chứ không phải là chậm dừa nữa, mà rất là khó khăn. Đây thì đi xếp trên đây thì có một cái bệnh viện cũng rất là nổi tiếng, đó là bệnh viện 115 và bệnh viện nhân dân 115 này, và bệnh viện tim của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Thì mình thấy đó thì đây là hai bệnh viện, mình thấy là bệnh viện 115 thì mặt tiền từ cái đường Nguyễn Tri Phương, Thành Thái này qua tới Thư Vận Hạnh luôn, rất là lớn. Nhưng mà cái lượng bệnh thì mình thấy là lúc nào cũng thấy là đông nghèo nghèo hết trơn, rất là gọi là biết không biết bây giờ, bệnh nó quá trời luôn. Đây thì có một cái mặt tiền kinh doanh là quá trời luôn nè, thấy nè. Đó thì cái mặt tiền kinh doanh đây thì gần như là thấy là quá đẹp, ngay ngã ba như thế này mà bây giờ là coi như là không cho thuê được luôn. Cái kinh doanh nó khó khăn đến mức độ đó đó. Đó mặt tiền ngon lành đình đào mình tưởng đâu là khúc bạc ngon lành cành đào rồi, nhưng mà giờ là kinh doanh là không được, khó đủ kiểu hết em, rất là chậm. Đi tới đâu mình thấy những cái hoàn cảnh này thì gọi là te tua thôi tả bớt xin lớp. Bây giờ là cái mặt bằng đó, mà nó càng lớn thì nó lại càng ế. Cái bằng bằng nhỏ vậy đó mà dễ cho thuê, dễ kinh doanh, dễ buôn bán. Tại vì đa số luôn, như thế giới di động cũng vậy này. Bây giờ những cái mặt tiền mà quá lớn đó, thì người ta sẽ trả, rồi người ta thuê lại những cái mặt tiền nhỏ hơn, mặt bằng nhỏ hơn để giảm chi phí trong cái thời buổi này. Đó thì mình thấy là kể cả những cái ông lớn như đại gia thì người ta cũng phải là tính tới cái chi phí rất là nhiều. Thành ra thì những cái người mà kinh doanh nhỏ lẻ thì càng gọi là đuối hơn nữa. Đó thì thay vì lúc trước đây thì người ta thuê những cái mặt bằng thật là lớn để gọi là PA quảng cáo cho cái thương hiệu người ta luôn. Đó thì đây là một công đôi chuyện. Còn bây giờ thì gần như là những cái việc đó thì người ta giảm rất là nhiều, mà người ta sẵn sàng người ta bỏ đi những cái mặt bằng lớn để người ta thuê những cái mặt bằng nhỏ. Đây là phòng khám, khoa khám bệnh đây, bệnh viện nhân dân 115, thấy khủng khiếp không, lớn không. Đây thì dài qua tới đường Sư Vận Hạnh luôn đó, thì nằm trên cái đường Dương Quang Trung. Đây nằm trên cái đường Dương Quang Trung này, coi như là bệnh viện nhân dân 115 là nó nằm hết trọn cái đường Dương Văn Trung này luôn, không có lọt ra bên tay phải, bên tay trái, cho nhìn ra đây là không lọt ra chỗ nào hết á, là một chạy từ đây luôn, chạy dài tới bệnh viện bên tới đường Sư Vận Hạnh luôn, là bệnh viện 115 bên tay trái, bên tay phải là bệnh viện tim ha, và trường đại học y dược của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta luôn, chuyên khoa tim mạch đó, mình thấy đó thì quá trời luôn. Ở đây, ở đây thì nhìn đây thì có nhiều cái chỗ ta bán thiết bị y tế nè. Ở đâu cũng vậy, có bệnh viện là nguyên cái hệ thống thuốc tây nè, rồi thiết bị y tế nè, ăn theo rất là nhiều. Thì mình thấy là chỗ nào mà có nhiều cái tiệm thuốc, nhiều cái cửa hàng như vậy thì mình thấy là đây chắc chắn là gần đây có một cái bệnh viện rồi. Đó thì đi dài lên đây luôn, cả nhà mình thấy là bây giờ đường thì Thành Thái, ngay chỗ từ chỗ Thành Thái là đi chỗ cầu vượt 3 tháng 2 mà đổ về ra tới Lý Thường Kiệt luôn, gọi là Thành Thái. Còn ngay chữ cầu vượt 3 tháng 2 mà nút giao chỗ 3 tháng 2 mà trở về cầu Nguyễn Tri Phương thì gọi là đường Nguyễn Tri Phương. Ngày xưa thì cái đoạn này gọi là đường Nguyễn Tri Phương hết, nhưng mà sau này thì người ta chia ra hai đoạn, một đoạn là đường tên Nguyễn Tri Phương và một đoạn là tên Thành Thái. Đi đoạn này thì thấy là cà phê cũng rất là nhiều. Đây nổi tiếng với quán cà phê nhưng mà Viva nè. Đó thì nhìn bây giờ những cái quán cà phê bán cũng chậm, cũng vắng,
không như ngày xưa. Ngày xưa thì rần rần rộ rộ quán cà phê, nhìn vào thì thấy đông khủng khiếp, còn bây giờ thì cũng leo hoe lèo tèo à, không nhiều như ngày trước nữa, nó chậm đủ kiểu ha. Kinh doanh thì te tua tơi tả đó, thì bây giờ mình thấy là tài xế bây giờ thì chủ yếu tài xế bốn bánh thì chạy xe xanh FM taxi, còn tài xế hai bánh thì cũng đâu đó là chạy gọi là xe điện đó, của hai bánh. Nhưng mà xe bốn bánh taxi mình không gần, nhưng mà xe điện đó, hai bánh đó, thì mình thấy là như bỏ ra 1 triệu mấy là lấy được lãnh được cái xe về chạy. Còn như là cái xe mà đời sau á, xe điện mà taxi thì cái có hai đời, đời trước và đời sau, đời đầu và đời sau. Đời đầu thì cái yên nó nhỏ hơn, khách ngồi thì nó chê, hơi chê gọi là êm ông. Đời sau thì cái yên nó lớn hơn nên giá mắc hơn. Đâu là nghe hỏi thăm anh em chạy xe điện thì nói là phải 4 triệu mấy, nhưng mà chỉ cần bỏ ra 1 triệu mấy thôi là lấy được xe rồi. Thì hàng tháng người ta sẽ trừ dần một ít, rồi khi nào đủ 4 triệu mấy thì thôi. Đó là cái tiền gối đầu để mà lãnh được một chiếc xe điện về chạy xe ôm công nghệ. Đây cũng rất là hay. Đăng ký thì tối thiểu một ngày là chạy 5 giờ, 5 tiếng đồng hồ. Còn lại thì có thể chạy nhiều hơn, chạy ngày 12 tiếng hoặc là chạy toàn thời gian tùy thích. Đó thì mình thấy đó. Thì một ngày thì trung bình anh em nói giờ kiếm cũng 200-300 ngàn. Đó thì coi như là lấy lất sống qua ngày thôi. Còn thật sự mà chạy nhiều quá nữa thì chạy không nổi. Tại vì tổn sức rất là nhiều. Mà thấy bây giờ cái giá cước nó rẻ, cho nên là để kiếm được tiền mà một ngày mà kiếm mấy trăm ngàn thì phải xài cái lượng km rất là nhiều. Mà mình thấy đó, xe gắn máy mà nó chạy mà cái lượng km dài quá, nhiều quá thì làm tổn sức rất là nhiều. Coi như là cả ngày mà ở ngoài đường mình chạy xe suốt, cho nên là xuống sức rất là nhanh. Ở đây cũng là sau này thì các anh có hỏi là gọi là bệnh nghề nghiệp rất là nhiều. Thứ nhất là khói bụi, thứ hai là nắng mưa, thứ ba là về cái bàn trò nè, rồi cái xương sống nè, chạy nó rung lắc rồi ngồi mà không có chỗ dựa đó, cho nên là cũng rất là mệt luôn, căng thẳng. Hai nữa thì mình thấy chạy xe máy mà chạy suốt ngoài đường cũng rất là nguy hiểm, tại vì mình sơ suất cái thôi là dễ cái va co cà vẹt va chạm lắm đó. Thì ngay đây thì cũng thấy là có nhiều anh chị em chạy xe công nghệ đậu xe khu vực thế này. Đây là khu vực của Ủy ban Nhân dân quận 10 đấy, ngay đây đó, khuôn viên của Ủy ban Nhân dân quận 10. Thì ở ngoài thì cũng có nhiều anh chị em chạy xe công nghệ để mà chờ khách, tìm khách ở khu vực này đây. Ở đây mình thấy taxi xong anh dừng lại rồi, không biết là anh muốn rẽ phải hay rẽ trái mà cứ phân vân. Có lẽ là bây giờ thì khách đã yêu cầu phải rồi đổi sang trái hay như thế nào đó, nhưng mà anh cứ phân vân hoài nó không qua. Thôi để chi chạy qua trước định nhường anh đi, mà thấy anh khó qua đường quá. Đó thì ở đây mình có một cái tiệm gọi là bánh mì Hà Nội đây, tiệm Lệ bánh mì Hà Nội. Lệ bánh mì Hà Nội rất là đông. Ngày xưa là rần rần là 4-5 nhân viên bán không kịp, bây giờ thấy vắng tẻo tèo tèo. Đó thì chậm quá thì chậm, tình hình kinh doanh của bà con thì bây giờ phải nói là nao lòng luôn. Đó thì khó khăn đủ kiểu ha, nhìn thấy là đượm sầu và đượm buồn luôn rồi. Đó, kinh doanh bây giờ thì nhìn thấy coi như là mở một cái cửa hàng lớn gì 3-4 mặt bằng như thế này mà bán chỗ này thì coi như là cũng khóc gồng chứ phải chơi đâu, không đơn giản. Đó thì nhìn rất là buồn ha, kinh doanh rồi bây giờ là quá eo xèo luôn, nhìn thấy cái hoàn cảnh của bà con. Đó thì cửa hàng lớn thì mà cứ ngồi nhân viên mà gọi là ngồi ngắm sung rụng không có khách thì cũng rất là mệt. Đó ngày xưa thì bán gọi là nùm nượp, bán không kịp, còn bây giờ thì thấy là vắng quá trời vắng, chậm. Cho nên là các bạn bây giờ thì cũng lo nơm nớp, thấy mà các bạn ngồi đứng mà mắt là đảo lia liên tục à, tại vì không có khách là rầu cho chủ bán ế mà cũng rầu cho bản thân mình nữa. Không có khách là không biết rồi tuần sau chủ có cho đi làm tiếp hay là nghỉ nữa. Đó thì người ta bán ế quá rồi sao mà nó thuê nhân viên ngoài được, rồi cũng phải giảm bớt nhân viên dần dần, và đến thời điểm nào nữa thuê nhân viên không nổi nữa thì cũng phải chịu trận luôn. Đó thì ở trên này có một cái quán bánh mì cũng mới bán sau này nữa, trước kia thì chú Lệ Hà Nội thôi. Ở trên này thì có những chàng trai nè mua một bánh mì thịt thì tặng kèm một kem bắp nữa nè. Đó là khuyến mãi và họ chặn cái đầu trên này luôn. Đó thì cái chùa trừ xe bên phải đó, họ chặn cái đầu trên này họ bán trước. Đó bây giờ mình cạnh tranh khốc liệt luôn rồi. Ngày xưa thì bán thì độc quyền, có một số người nó bán thôi. Còn bây giờ thì một mình bán thì có 80 người nó bán theo nữa, cho nên là cũng rất là khó. Đây là nút giao giữa cầu vượt 3/2 Nguyễn Tri Phương đây. Đây mình thấy đây. Đó thì
clip của Emery đến đây thì cũng xin tạm dừng. Emery cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.